Hello everyone. Today we're gonna study about praying simple. Okay. Chúng mình xuống đây để học nha. Chúng mình sẽ chuẩn bị ôn ôn thật là pít mấy để cầm bông ở từng từng rong trăm nơi ca và lòng bạn đục. Nên chúng ta bị bỏng phải bốn đấy. Ngày nay rút bông để mình mua sao đi nè để chia tay tạ sơn thì tê chúng ta bị bỏng phải bấy. Ngày nay nâng một chai đồng lấy khác làm pi một vị chia ông clip. Đại bông sự kiện thiên tai sắp hiện trang có một bàn ở chạm bà rám gần đầu chia. Một bàn cho chất tục đạn ở bên để còn lang thang thì đập pi. Đối chứ này, có bông xong lại chất than mà chạy đồng lệch vì chúng ta đang khắc khắc để bông từ tua ban vì môn máu đồng bây mà chạy đồng lệch ôn ôn chỉ phim nghi xuống mỗi trong ca thêm luôn xong rạp ca bà lo bạc đốm niệm về hàm mục này. Chẳng là có mỗi khát bê dũ dương chô từ mê riêng dương tầm đóng hay ngay ní cứ chìa ngay tìm mùi bóng đá lại bông đang chấp đam bà riêng đồng bì mê riêng mùi để tèo tôn thì đang kể mớ cứ present simple. Ok chẳng là môn đang chiên tà đo ca present simple rồi có đăng bì phong mong cho ngay nô ông bì chúng nói mùi dẫn đôi chị A introduction bên đây thà thì cái đây này nóm thì cái đây đầm bông chẳng cứ bông bay chạy trên chỉ P group cứ group 1 hay nâng group 2 đại group 1 cứ dương miên he, she, it singular noun or one of plural noun đại group 1 dương miên là he, she, it singular noun, one of plural noun đối chứ này ở môn nâng dương chạp đàm thì vô đơn này càng là xì chùm rơi tiện tôn nằm present simple nhưng cô tại bay chạy chạy đạch thà mùi ná nâng khăn group 1 hay mùi ná nâng khăn group 2 để dương nâng group 2 dương miên I, you, we, they, plural noun, singular and singular. Đối chứ này ở môn nâng châu tờ đó mê riêng bao trò hỏi bà ôn vô lời bán cảnh cho bác thà ta sắp trích để dương dương mà pra cứ nơi khăn group mùi ná group 1 rưu group 2 để chạy sẽ đánh group 1 nhưng ai hai thà chỉ cổ mà ai vay chả ná để miên này thà sắp trích tầm mùi đối chứ he, cột chẳng cột miên tầm nè she, cơ đôi khía, it singular noun, ok, chẳng đôi khía chúng ta là group 2 mình group 2 cứ tiết tôn từ nâng và hụt qua chẳng nạ mình đây thay cứ chập cái pin nhạc lăng từ để nông ní cơ dương miên I, U, V, they and plural nouns mình đây thay ở với mỗi đại lớp bị pin mình đây thay tràn chập bị pin lăng từ rồi có singular and singular ok, chẳng là mình tốt bị ban đăng nâng chép bánh chay nơi subject từ tan của mình mỗi hai giờ đang châu từ căn sắc xa ẩm pi form của đôi chia rút của muốn đại dương từ phơ ban ná đồng bay sẽ viết tranh chia sentence present simple ok ok chẳng là lời dương mà đo là bí cứ form mình đang tầm rung chẳng là muốn nói như ban đi ăn đôi hai ẩm pi introduction đại dương mà ban trai chỉ pi cứ mình group one group two là nên cứ chia tầm rung rồi bỏ vía cứ dương ban trai được khnía cứ mình group one group two được khnía đại dương group one nhưng mà đang hỏi mình là cái khác mình he, mình she, mình it, singular noun ok, chẳng có dương bạn bay chạy kia thầm thở được kia chẳng dương mà mưa ở form tìm mũi cứ positive rồi có dương hai bạn thà và dụ srop để dương mình subject plus verb 1 là nâng object hay bọn xong bởi chạy lại nên phong đá cứ chung phù verb 1 bọn cứ nhờ mình sắp ôn chạy ra này có phong chạy lắm rồi viên verb 1 hay nâng verb base chẳng là bọn ở trong bởi chạy lại nâng tích bọn nâng thư ca ưu tử ho ấy phone là mấy số căn thể dồn. Ok, verb 1. Ní cứ chia verb base. Như ai có xe bàn thang bài ní. Ok. Bọn bọn mình chẳng là thả pi nâng cứ khó khăn bài mình. Ok. Chỉ bố verb 1 cứ dương ai thêm S, ES, rưu có I, S ở việc bàn. Và ta chỉ bố verb base mình cứ dương ai thêm việc bàn này. Ủa thì họ nhưng bị thả play chẳng nó phải được viết chữ verb 1 mình thay cái lấy này chẳng ông mà bởi subject nhưng phở he, she, it singular noun cứ dân thở time as I be ok chẳng tới chữ place còn ta chữ verb base mình cứ dân anh ai time chẳng ba này cứ play cứ nơi ta play tập đài tại sao thở subject verb base cứ nơi khăn ông group 2 để khăn ông nó cũng biên I, you, we, they plural noun rồi chẳng này ở verb để dân phở chỉ mỗi cứ verb base mình mến verb 1 tê chúng mình này thay ở verb 1 này cứ pra tới chuẩn mùi subject đại nó không group 1 này tại bằng nó chẳng xong mà bọn bọn chụp vô cho lắm cái lại năng tiền để sao thầy bọn prop chụp tràn mó cứ miền mặt phẹ bọn được có sắp bọn bọn này có là sao cho lắm rồi viên verb 1 hay năng verb base lấy dùm mà mơ ưu thì hô thì hô khá nế đại chúng bố ở positive sentence cứ dùng mình example là she eats noodle mình này thay niếng hộp mì mì kế dùng ạch đăng đáy chúng tôi bổ sung tiếp ý, cứ negative sentence, rồi gọi như anh hai thay bổ sung phải sai, dùng miền là subject được clear plus does not or doesn't. Hay pin ý, cứ dùng anh đặt mũi na của bạn ấy là doesn't, cứ chỉ short form rồi bỏ does not.
Tóm mà dương plus verb base đại dương chụp verb one tiết hai để sao tại khi nông ní cứ chưa tầm rung này cái thiếu chứ như ai time as the lưu verb ở cái bàn tiết để dương verb bài ná cứ dương thật xây bài đủ. Ok, lại dương mà mưu thì hoa lên ngọt cái cứ she doesn't eat noodle niếng ọt hộp mì tê. Ok, chân mình này tha bà dấu ní cứ bạn để sai cứ tôi dùng bí positive. Ok, chân ngọt bà tập bình ní dương tầm mưu cực thu mà đồ đại cực thu của dương bàn điền một năng hai ấy miền này class miền ai miền you we they plural noun same same ok chẳng ngờ chấm pua positive sentence đi gặp một số drop cái dương miền được kia subject plus verb base đại dương đại bom an bị dối một năng hai ấy thay verb base verb bài na cái dương thực sự bài nổ dương an I time as es rồi có is từ lớp verb nổ bản thể hay phải tóm mắt cái dương add object ở bìa thấy complete chính kế cứ full stop complete ở sau thân chỉ complete nâng bà chôm bà nhà hà nâng cao đo bà tụ khăn mệt tên. Lấy dương một lấy mà mơ example thì ngọt nha. We learn English with Dina. Bù dương hiện phía xa ông lấy cho mùi nâng Dina. Ok. Negative sentence. Rồi có bà dục bà đề xài. Bà dương miễn subject plus do not or don't. Cho mình đi thập bì ní cứ dương đạm mùi nào của bạn đấy. Đại don't cứ chia short form là bó do not. Ất khóc nha mà nế cho mùi nâng does not nâng doesn't. Hay bắt đầu hai dương có both base verb đôi khi hay dương mean object mean a nơi bị khỏi. Ok, lấy dương một mươi example. They don't read a book. Book kế ọt ăn sắp hơi tê. Mà chẳng bỏ ọt đăng đáy. Chẳng bằng cách tha mình bị bạc lăng tê chụp bùa present simple. Cứ xa mạnh bà ta tiêm tiêu ôn dụng chất tục đặn ở bán khắp bùa. Chia viên ca phôn trở lòng chia viên cứ rồi viên verb one hay nâng verb base. Ok. Chẳng bà tỏ bà tiết dương từ nâng sắc xa ông bí question form bà đồng. Ok. Ok, lấy ní dương bàn bà đó là question bà đó, question sentence. Đài chung phúc group 1 cứ dương miên tầm rung cứ does plus subject plus verb base plus object and question mark. Bốn bốn thời ta trong trăm tháng là bê đà dương bà cao xùm nua. Nhưng complex giả sắc cứ sẽ nhả xua. Hay chúng nói lại này có chia chúng nói đài bật tụ khăn đáy bật xanh bôn plích bôn nâng bật chôm nâng ca bắt bong bật tụ đài dương mà mơ example thì ngọt nha. Does he study English? Tại quát bàn hiện thì sao ông lê ớt. Ok chẳng mà đo cực thu được nha. Cứ mình ấy khó nha chẳng thấy còn là mùi does hay mùi do. Ok chẳng form rồi bỏ cực thu cứ do plus subject plus verb base plus object. Example, do you speak English? Do you speak English? I don't know. Tell me in the comment section. Ok, chẳng là môn đằng dương bài kia bọn comment homework mùi xâm rạp ôn bôn phong đài. Đài homework nó cứ make three sentences of each form. Mình đây thà group 1 phong bôn bà cà bây bà dô mà xâm rạp form này mùi mùi. Đôi chỉ positive, negative, question. Chẳng mình đây thà group 1, positive, cả 7 sentences. Negative đôi khi nha, question mark đôi khi nha. Hay group 2, có đôi khi nha phong đáy. Cứ chụp bùa positive form. Ôn bà cả 7 sentences mà. Negative đôi khi nha, hay question mark có 7 đôi khi nha. Ok, chẳng ngày đi. Bọn gồm mình ta bản đi phong đáy. Chẳng chụp nha nơi video cao ý. Hay complete cho chú ý cho like. Cái đôi chỉ follow page mình đã phong đáy. Và, ok.